Cô mến chào các em, đã đến với tiết ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1, môn lịch sử, địa lý 6, phần lịch sử. Trong nội dung ôn tập của bài kiểm tra giữa học kỳ lần này, các em nhớ cho cô gồm 3 nội dung như sau. Bài 4, xã hội nguyên thủy. Bài 5, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Bài 6, Ai Cập cổ đại. Và trong bài 6, các bạn chúng ta chỉ cần tập trung cho cô phần ba la mã, đó là những thành tựu văn minh Ai Cập thời kỳ cổ đại. Hình thức làm bài kiểm tra như sau. Về thời gian, các em sẽ có 60 phút để làm bài. Hình thức làm bài sẽ bao gồm vừa tự luận và trắc nghiệm. Trong đó, tự luận sẽ có 4 câu, 6 điểm. Và phần trắc nghiệm sẽ gồm 18 câu, 4 điểm. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng ôn tập bài số 4, xã hội nguyên thủy. Đối với bài số 4, thì chúng ta ôn cho cô tất cả là 3 nội dung lớn. Nội dung thứ nhất, đó là các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy. Phần 2, tìm hiểu về đời sống vật chất. Và là ba la mã, tìm hiểu về đời sống tinh thần của người nguyên thủy. Sau đây, cô và các em sẽ đến với phần 1 la mã, các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy qua sơ đồ như sau. Xã hội nguyên thủy đã diễn ra trong khoảng thời gian nào? Chúng ta hãy đến với sơ đồ như sau. Xã hội nguyên thủy kéo dài hàng triệu năm từ khi con người bắt đầu xuất hiện trên trái đất đến khi xã hội có giai cấp và nhà nước được hình thành. Chúng ta đã học ở những bài trước thì có thể thấy rằng con người được tiến hóa qua 3 giai đoạn chính. Từ vượn người tiến hóa thành người tối cổ và người tinh khôn. Người tối cổ sẽ tương ứng với giai đoạn của bầy người nguyên thủy, sẽ gồm vài gia đình sinh sống cùng với nhau, và tại bầy người nguyên thủy cũng đã có sự phân công lao động giữa nam và nữ. Trong đó, người đàn ông sẽ phụ trách phần đi săn bắt, còn người phụ nữ sẽ ở ngay tại hang động của họ, cùng với lại những người phụ nữ khác chăm sóc bầy con và quản lý bầy người của mình. Và trải qua những năm sau, người tối cổ đã tiến hóa thành người tinh khôn. Người tinh khôn ứng với giai đoạn của công xã thị tộc. Công xã thị tộc sẽ gồm các gia đình có quan hệ huyết thống sinh sống cùng nhau. Đứng đầu sẽ là tộc trưởng, và nhiều thị tộc sống cạnh nhau có quan hệ họ hàng và gắn bó với nhau, hợp thành bộ lạc. Cô mời các em sẽ cùng nhìn lại sơ đồ tiến trình phát triển của xã hội nguyên thủy từ giai đoạn của người tối cổ ứng với hình thái xã hội là bầy người nguyên thủy, chuyển qua giai đoạn người tinh khôn ứng với hình thái xã hội đó là thị tộc và bộ lạc. Chúng ta sẽ cùng đến với hệ thống kiến thức. Hình 4.1 trong sách học sinh của các em. Đây là sơ đồ mô phỏng các giai đoạn của xã hội nguyên thủy. Và trong hàng triệu năm tiến triển đó, loài người lệ thuộc nhiều vào tự nhiên, con người ăn chung, ở chung và giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp theo, cô mời các em sẽ đến với phần 2 la mã. Đời sống vật chất của người nguyên thủy. Trong phần 2 la mã này, về đời sống vật chất sẽ gồm 2 nội dung. 1. Chúng ta tìm hiểu về lao động, vai trò của lao động và công cụ lao động thời nguyên thủy. Và phần 2 nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của nghề trồng trọt và chăn nuôi nhé. Mời các em cùng quan sát, đây chính là những công cụ lao động
của người nguyên thủy. Ban đầu, người nguyên thủy chỉ biết sử dụng những mẫu đá vừa vặn cầm tay làm công cụ. Dần dần, họ đã biết kè một mặt hay hai mặt của hòn đá, tạo nên những công cụ lao động thô sơ. Các nhà khảo cổ học gọi đó là những chiếc rìu tay hay là mảnh tước. Và ở Việt Nam, công cụ lao động bằng đá của người Thái cổ được tìm thấy nhiều ở khu vực An Khê, tỉnh Gia Lai hoặc là núi Đọ, tỉnh Thanh Hóa. Dần dần, sau một thời gian phát triển từ hình thái cơ thể đến thể tích não, thì người nguyên thủy họ đã biết mài đá để tạo ra các công cụ lao động. Những chiếc rìu đá mài lưỡi của người tinh khôn ra đời là một bước tiến đáng kể của công cụ đá. Và tiến bộ hơn thì người tinh khôn còn biết sử dụng lao và cung tên. Nguồn thức ăn có được từ săn bắt động vật cũng phong phú hơn, bao gồm cả các loại thú rừng lớn và chạy nhanh. Và một trong những vai trò rất lớn của lao động đó là khi cải tiến công cụ lao động thì đôi bàn tay của con người chúng ta dần trở nên khéo léo và linh hoạt hơn, và cơ thể cũng dần dần biến đổi để thích ứng với các tư thế lao động. Con người đã từng bước tự cải biến và hoàn thiện bản thân của mình. Cô mời các em hãy đến với một video clip, và video này sẽ nói về quá trình mà con người tìm ra được lửa và những vai trò của lửa đối với đời sống và sự phát triển của con người. Và có thể nói rằng lửa chính là một phát minh quan trọng nhất của người Thái cổ dưới thời kỳ nguyên thủy. And here's what would happen if we never discovered fire. If stock markets existed during early human years, you can bet that every cave dweller would have invested all they had into a crazy new discovery called fire. Arguably the most important discovery of all time, fire is a means of survival. Without fire, not only would the world around us be completely different, but so would we. We wouldn't look the same, eat the same, or even think the same. But how could a simple source of heat and light affect the entire evolution of our species? As the story goes, fire was probably discovered when something natural, like a lightning storm, triggered a wildfire. But what if that fire burned out before any Neanderthal had noticed it, and as a result, fire was never discovered? Yeah, this is really simplifying things, as it's believed that fire was discovered many times by many different groups all over the world, but humor me for a second. Perhaps the biggest thing that fire introduced us to was the art of cooking. If those magical flames never came into our lives, we wouldn't have ovens to give us our favorite pizzas, or grills for our hamburgers, or even pasteurization to make our ice cream. The heat of the fire not only killed harmful bacteria living in raw meat, it also made the food softer and easier to chew. If it weren't for cooking, we'd all still be walking around with large jaws and big strong teeth, capable of tearing through the rough fibers of raw meat. However, our appearance would be the least of our problems, because our brains would also be a lot smaller than they are today. In order for our brains to develop, they need energy in the form of calories. Cooked food not only releases more calories than raw, but it also requires less energy to chew and digest. The extra calories were put to good use, allowing our hungry brains to become bigger and more powerful. Because we shifted that energy to our heads instead of our guts, we evolved to have larger brains and smaller digestive systems than most other mammals. If we didn't discover fire, human beings would be a lot different than we are today. For one thing, we'd be a lot less productive, and we'd spend a lot more time in bed. Have you ever been so busy that you find yourself wishing for more hours in the day? Well, you should be happy with the amount you have, because before fire, humans' activities were mostly limited to daylight hours. The ability to control light allowed humans to extend their time awake into the later hours of the day. The modern human spends about 16 hours actively awake. That's double the time of most other mammals who can't control fire. If we didn't have fire, the quality of our sleep would also be affected. How soundly do you think you'd sleep if you had to constantly worry about being attacked by predators overnight? Probably not great, right? Our deepest level of sleep is called REM, or rapid eye movement. This state is where we have our most vivid dreams, and our brain develops long-term procedural memories. Without these memories, we wouldn't be able to retain skills and repeat previously learned tasks. Using fire to keep predators away allowed early humans to safely fall into REM sleep, improving our ability to master complex tasks like tool manufacturing.
And here's what would happen if we never discovered fire. If stock markets existed during early human years, you can bet that every cave dweller would have invested all they had into a crazy new discovery called fire. Arguably the most important discovery of all time, fire is a means of survival. Without fire, not only would the world around us be completely different, but so would we. We wouldn't look the same, eat the same, or even think the same. But how could a simple source of heat and light affect the entire evolution of our species? As the story goes, fire was probably discovered when something natural, like a lightning storm, triggered a wildfire. But what if that fire burned out before any Neanderthal had noticed it, and as a result, fire was never discovered? Yeah, this is really simplifying things, as it's believed that fire was discovered many times by many different groups all over the world, but humor me for a second. Perhaps the biggest thing that fire introduced us to was the art of cooking. If those magical flames never came into our lives, we wouldn't have ovens to give us our favorite pizzas, or grills for our hamburgers, or even pasteurization to make our ice cream. The heat of the fire not only killed harmful bacteria living in raw meat, it also made the food softer and easier to chew. If it weren't for cooking, we'd all still be walking around with large jaws and big strong teeth capable of tearing through the rough fibers of raw meat. However, our appearance would be the least of our problems, because our brains would also be a lot smaller than they are today. In order for our brains to develop, they need energy in the form of calories. Cooked food not only releases more calories than raw, but it also requires less energy to chew and digest. The extra calories were put to good use, allowing our hungry brains to become bigger and more powerful. Because we shifted that energy to our heads instead of our guts, we evolved to have larger brains and smaller digestive systems than most other mammals. If we didn't discover fire, human beings would be a lot different than we are today. For one thing, we'd be a lot less productive, and we'd spend a lot more time in bed. Have you ever been so busy that you find yourself wishing for more hours in the day? Well, you should be happy with the amount you have, because before fire, humans' activities were mostly limited to daylight hours. The ability to control light allowed humans to extend their time awake into the later hours of the day. The modern human spends about 16 hours actively awake. That's double the time of most other mammals who can't control fire. If we didn't have fire, the quality of our sleep would also be affected. How soundly do you think you'd sleep if you had to constantly worry about being attacked by predators overnight? Probably not great, right? Our deepest level of sleep is called REM, or rapid eye movement. This state is where we have our most vivid dreams, and our brain develops long-term procedural memories. Without these memories, we wouldn't be able to retain skills and repeat previously learned tasks. Using fire to keep predators away allowed early humans to safely fall into REM sleep, improving our ability to master complex tasks like tool manufacturing. Người nguyên thủy sống lệ thuộc vào tự nhiên. Họ di chuyển từ khu rừng này đến khu rừng khác để tìm kiếm thức ăn. Phụ nữ và trẻ em há lượm các loại hạt quả, còn đàn ông sẽ đảm nhận các công việc nặng nhọc, nguy hiểm như săn bắt thú rừng. Qua hái lượm, người nguyên thủy đã phát hiện những hạt ngũ cốc, những loại rau quả có thể trồng được, và từ săn bắt, họ dần phát hiện những con vật có thể thuần dưỡng và chăn nuôi. Cô mời các em cùng quan sát hai hình ảnh cũng có được thể hiện trong sách học sinh, đó là hình 4.8, tranh vẽ mô phỏng cuộc sống của người nguyên thủy ở Việt Nam, và hình 4.9 là hình vẽ trên vách hang đá ở sa mạc Sahara cách ngày nay khoảng 10.000 năm. Và qua hình 4.9, chúng ta có thể thấy là ngành chăn nuôi và thuần dưỡng động vật đã được hình thành dưới thời kỳ nguyên thủy. Cùng với sự phát triển của công cụ đá mài, trồng trọt và chăn nuôi, thuần dưỡng động vật, người nguyên thủy đã bắt đầu quen với đời sống định cư lâu dài tại một nơi. Và đó cũng chính là ý nghĩa của ngành chăn nuôi và trồng trọt đến đời sống của người nguyên thủy. Cô tiếp tục mời các em đến với một bài viết sẽ tổng kết lại cho các em những điểm chính của đời sống vật chất người nguyên thủy nhé. Thời nguyên thủy được chia làm 3 giai đoạn: thời kỳ đồ đá cũ, đồ đá mới, thời đại kim loại. Đầu thời kỳ nguyên thủy, con người,
sống thành các nhóm nhỏ, theo lối du mục. Trong phần lớn thời kỳ này, trái đất ở trong kỷ băng hà, một thời kỳ nhiệt độ toàn cầu rất lạnh. Con người liên tục di chuyển để tìm kiếm thức ăn. Họ săn bắt các loài động vật lớn như voi ma mút, bò rừng khổng lồ và hươu. Họ còn hái lượm trái cây trên đường đi. Một thời kỳ nhiệt độ toàn cầu rất lạnh. Con người liên tục di chuyển để tìm kiếm thức ăn. Họ sử dụng các công cụ bằng đá để cắt, giã và nghiền, giúp họ lấy thịt và các chất dinh dưỡng khác từ động vật và thực vật tốt hơn so với tổ tiên trước đây của họ. Họ vẫn sống trong hang động, họ rất thích vẽ lên vách hang động bằng một loại hỗn hợp mỡ động vật, đất và nước. Họ lóc da động vật làm quần áo để giữ ấm cơ thể. So với tổ tiên trước đây của họ, họ vẫn sống trong hang động, họ rất thích vẽ lên vách hang động bằng một loại hỗn hợp mỡ động vật, đất và nước. Những người nguyên thủy dần trở nên thông minh hơn, họ bắt đầu thuần hóa các loài chó, dê, lợn. Họ cũng bắt đầu trồng trọt các loài cây. Một số người bắt đầu xây dựng những ngôi nhà kiên cố trong vùng. Họ từ bỏ lối sống du mục của tổ tiên ở kỷ băng hà để bắt đầu làm nông nghiệp. Một số người bắt đầu xây dựng những ngôi nhà kiên cố trong vùng. Họ từ bỏ lối sống du mục của tổ tiên ở kỷ băng hà để bắt đầu làm nông nghiệp. Ba La Mã, đời sống tinh thần của người nguyên thủy. Các em hãy cùng nhìn vào cho cô các hình ảnh mà cô đã tổng hợp. Hình 4.10, chân dung cô gái được chạm khắc bằng ngà voi. 4.11, hình khắc trong hang động nội ở Việt Nam. Và 4.12, chuỗi hạt vỏ ốc ở xóm Thắm, tỉnh Quảng Bình, cách ngày nay khoảng 4.000 năm. Người nguyên thủy đã có tục chung cất người chết, và trong nhiều hang động, người ta đã phát hiện ra nhiều mộ táng có chôn theo cả công cụ lao động. Người nguyên thủy còn biết sử dụng đồ trang sức, biết dùng màu vẽ lên người để hóa trang hay làm đẹp. Đặc biệt, họ đã biết quan sát cuộc sống xung quanh và thể hiện ra bằng hình ảnh. Những bức tranh vẽ trong hang đá, những tác phẩm điêu khắc trên chất liệu đá và ngà voi còn lại đến ngày nay đã giúp cho chúng ta, những hậu thế, có những hình ảnh phần nào về đời sống vật chất và tinh thần của họ. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, mặc dù đời sống vật chất vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên đời sống tinh thần của người nguyên thủy đã khá phong phú. Tiếp theo, cô mời các em hãy đến với bài số 15. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Trong bài 5, các bạn chúng ta tìm hiểu cho cô hai nội dung lớn như sau. Đó là một La Mã, sự xuất hiện công cụ bằng kim loại. Phần 2 La Mã, sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. Một La Mã, sự xuất hiện công cụ bằng kim loại. Trong quá trình khai thác đá, thì người nguyên thủy đã tình cờ phát hiện ra được những mỏ đồng và người ta gọi đó chính là đồng đỏ. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng tìm thấy trong quá trình núi lửa phun trào cũng đã tạo ra những quặng kim loại và đây chính là những cục xỉ đồng. Như vậy, kim loại đầu tiên mà con người phát hiện ra được đó chính là đồng đỏ. Sau đó, con người đã biết từ đồng đỏ chế tạo ra được đồng thau và sắt. Công cụ bằng kim loại đã giúp con người mở rộng địa bàn cư trú, tăng năng suất lao động. Đây chính là một vai trò rất quan trọng của công cụ bằng kim loại.
đối với đời sống của con người. Sau đây, cô mời các em cùng quan sát những hình ảnh để cho ta thấy được sự quan trọng của việc xuất hiện công cụ bằng kim loại. Đó chính là con người có thể làm việc tăng năng suất lao động, từ đó sản phẩm làm ra ngày càng được dư thừa hơn. Và nhờ vào sự xuất hiện của công cụ bằng kim loại mà một ngành nghề mới đã được ra đời, đó chính là ngành luyện kim. Ngành chăn nuôi và trồng trọt lúc bấy giờ cũng đã có sự phát triển. Hai la mã, sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. Sau đây, các em sẽ cùng ôn lại một phần nội dung của bài xã hội nguyên thủy nhé. Xã hội nguyên thủy là một xã hội giữa những người đứng đầu thị tộc và những người thành viên trong thị tộc, đó là mối quan hệ bình đẳng, ăn chung, làm chung và hưởng thụ bằng nhau. Khi qua xã hội có giai cấp, đó là khi công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện, giúp cho con người nâng cao năng suất lao động, mở rộng địa bàn làm ăn, thì từ đó của cải dư thừa xuất hiện ngày càng nhiều. Và khi của cải dư thừa xuất hiện, giữa những người với người đã có mối quan hệ tư hữu, những người đứng đầu thị tộc sẽ chiếm lấy một phần lớn sản phẩm dư thừa trong thị tộc của mình. Và những người còn lại trong thị tộc sẽ là những người bị tước đoạt một số sản phẩm thu hoạch, cho nên họ sẽ trở thành những người nghèo khổ. Và những người giàu có sẽ trở thành giai cấp thống trị, còn những người nghèo khổ sẽ trở thành giai cấp bị trị. Và khác với xã hội nguyên thủy, thì xã hội có giai cấp, đó là mối quan hệ giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị bất bình đẳng với nhau. Sau đây, mời các em chúng ta sẽ cùng hệ thống lại. Trong sơ đồ 5.5, sơ đồ mô phỏng sự chuyển biến xã hội cuối thời nguyên thủy, các em sẽ cùng so sánh về mối quan hệ giữa con người với nhau ở thời kỳ xã hội nguyên thủy và xã hội có giai cấp. Bài 6, Ai Cập cổ đại. Phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Thành tựu đầu tiên của người Ai Cập phải kể đến, đó chính là chữ viết. Đây chính là chữ tượng hình của người Ai Cập. Chữ tượng hình là hình ảnh động vật hoặc đồ vật được sử dụng để biểu thị âm thanh hoặc ý nghĩa. Trên màn hình là các em chúng ta đang được xem một cái bản giới thiệu về các chữ cái trong bộ chữ viết tượng hình của người Ai Cập. Bên cạnh thành tựu về chữ viết thì người Ai Cập họ rất giỏi về môn toán, trong đó là môn hình học. Cô mời các em sẽ cùng quan sát bảng chữ số tượng hình của người Ai Cập. Vậy thì tại sao người Ai Cập họ lại giỏi về môn hình học? Đó là bởi vì hàng năm lũ của con sông Nin lên, bên cạnh đem lại phù sa màu mỡ cho đồng bằng, thì nó cũng vô tình xóa đi lằn ranh chia cắt đất đai. Vì vậy, sau khi nước lũ rút, thì người Ai Cập họ phải tính toán lại để mà đo đạt diện tích. Và vô tình họ trở thành những thần đồng về môn hình học. Họ cũng chính là tác giả của bộ chữ số Pi. Và lúc bấy giờ thì người Ai Cập đã phát hiện số Pi sẽ bằng 3,16. Và một thành tựu mà khi nghe nhắc đến Ai Cập, mọi người đều phải nhắc đến đầu tiên, đó chính là thành tựu về kiến trúc điêu khắc. Sau đây, cô mời các em chúng ta sẽ cùng quan sát hình ảnh kim tự tháp Khéops ở Ai Cập. Kim tự tháp được xây dựng
nhằm làm nơi yên nghỉ của những vị pharaon, hay đây còn được xem là những lăng mộ của những vị pharaon, những vị hoàng đế ở Ai Cập. Và kim tự tháp Cheops này có chiều cao lên đến 147 mét, tạo nên từ hơn 2 triệu viên đá, và mỗi viên đá nặng từ 2,5 đến 4 tấn. Và kim tự tháp Cheops được xem như là một trong 7 kỳ quan của thế giới thời cổ đại. Và điều đặc biệt là đến ngày nay, kim tự tháp Cheops vẫn còn sừng sững giữa đất trời. Cô mời các bạn sẽ cùng tham quan một số hình ảnh trong lăng mộ của những vị pharaoh nhé. Và khi nhắc đến Ai Cập, nhắc đến kim tự tháp, thì người Ai Cập rất tự hào với một câu nói: mọi thứ đều sợ thời gian, nhưng thời gian phải sợ kim tự tháp. Các em có suy nghĩ gì về câu nói này? Thành tựu cuối cùng của người Ai Cập cổ đại đó chính là kỹ thuật ướp xác. Tập tục chung cất người công phu như vậy cho thấy người Ai Cập cổ đã có mối bận tâm lớn về cái chết. Nhiều người đã lên kế hoạch sớm cho cái chết của mình. Họ nghĩ rằng không có cuộc sống nào tốt hơn hiện tại và họ muốn nó sẽ tiếp tục sau khi chết. Và cơ thể được ướp là nơi lưu giữ linh hồn của họ. Nó sẽ ở lại trong các lăng mộ, đi xuyên qua địa ngục và sang thế giới bên kia. Thủ tục ướp xác này chỉ được áp dụng đối với các vị vua chúa và giới quý tộc và quan chức cao cấp. Đây được cho là một quá trình tốn kém, vượt quá khả năng của nhiều người. Và một số động vật cũng được ướp xác đấy các em. Những con bò linh thiêng từ các triều đại đầu có nghĩa trang riêng tại một khu vực tại Ai Cập. Khỉ đầu chó, mèo, chim và cá sấu cũng có ý nghĩa tôn giáo lớn, đôi khi được ướp xác, đặc biệt là trong các triều đại sau này. Như vậy, cô và các em đã tiến hành ôn tập cho nội dung kiểm tra giữa học kỳ 1 phần lịch sử. Các em cần phải học bài theo đề cương ôn tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên và chuẩn bị thật tốt cho thời gian kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 sắp tới. Và cô chúc tất cả các em sẽ có một kết quả kiểm tra thật là tốt. Cô xin chào và hẹn gặp lại.